Chào cả nhà, Xuân Mỹ sáng nay vẫn còn ở cầu kè và bây giờ đang đứng trước cổng chùa Ông Bổn nè cả nhà, đi vô viếng chùa. Nơi đây ngày mai sẽ diễn ra lễ hội thắng hội Du Lan chùa Ông Bổn, một chương trình thường niên và được xem đây là di tích lịch sử phi vật thể được Bộ Văn hóa công nhận cả nhà. Lễ hội Vu Lan thắng hội chùa Ông Bổn sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày mốt, nhưng mà chiều nay Xuân Mỹ về rồi cho nên là hôm nay Xuân Mỹ quay cho mọi người xem khung cảnh chùa Ông Bổn như thế nào ha. Giờ mình đi vào bên trong nghe cả nhà. Đây ha, đây là cổng vào chùa Ông Bổn, còn gọi là Vạn Niên Phong Cung. Ở trong báo thì để là di tích Minh Đức Cung, gọi là chùa Ông Bổn. Di tích Minh Đức Cung còn gọi là chùa Ông Bổn, tọa lạc cách thị trấn Cầu Kè khoảng 2,5 km về hướng đông bắc, cách thành phố Trà Vinh khoảng 40 km về hướng tây nam. Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ẩn, huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Minh Đức Cung là được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Lúc trước thì xây dựng một cái ngôi chùa đơn sơ thôi. Năm 1885 thì tiến hành tu bổ quy mô, kiên cố và dáng kiến trúc được giữ nguyên đến nay. Minh Đức Cung có kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc, trong chữ công, ngoài chữ quốc. Mặt bằng tổng thể gồm 3 tòa nhà ngang song song tạo thành tiền điện, trung điện và chính điện. Dọc hai bên là hai dãy nhà tả đạt hữu thông. Thường vào 3 tòa nhà này thì tạo thành một cái công trình khép kín, như là hình chữ khẩu. Trước chùa thì có nhà thảo bạc, ngoài sân có bàn thờ thiên công, bên phải có miếu thờ thụ thần nè cả nhà nhìn ha. Đây Du Lan thắng hội chùa Ông Bổn nè, cả nhà nhìn thấy bảng không? Mặt chính của chùa có 3 cửa vào, một cửa ra vào điện thờ, hai cửa hai bên vào tả đạt hữu thông. Bên trong thì điện có hai cửa hông đối diện nhau, thông ra tả đạt và hữu thông, tạo thành ngôi môn kính, ngũ môn kính nè. Người ta bắt đầu chuẩn bị đây cả nhà nè, Xuân Mỹ đi vô cho cả nhà xem ha. Đây người ta chuẩn bị nè. Đây là điện chính nha cả nhà. Đây là điện chính nè. Ha, đây là điện chính ha. Đó. Rồi. Đây là điện chính nè ha. Xuân Mỹ xin đọc tiếp cho cả nhà ha, rồi xong lát Xuân Mỹ quay ngoài kia, người ta cũng vô thắp hương nhiều lắm nè. Bàn thờ thiên công xây dựng trước sân là dạng bàn thờ ông thiên của cư dân Nam Bộ. Nhà thảo bạc theo kiểu một căn hai trái. Trên các cụm trang trí có câu liền đó gắn với tên chùa. Tiền điện phía ngoài được trang trí rất kỳ công. Thân cột thì chạm khắc câu đối, cầu cột chân cột chạm nổi lông lân dơi ẩn trong chữ nó nhỏ quá Xuân Mỹ không có đọc hết được, để Xuân Mỹ. Thân cột chạm khắc câu đối, đầu cột chân cột chạm nổi là long lân dơi ẩn trong mây. Toàn bộ vách sánh trang trí các tranh vẽ hoặc tranh vẽ kết hợp với phù điêu khảm sành sứ với các đề tài như là bách sự cát tường, niên niên phong thụ, gia quan tấn tước, chiêu tài tiến bảo, phúc thọ phúc hải thọ sơn, ngọa băng đắc lý, tùng lộc đồng xuân, cùng các tranh vẽ cách sơn thủy hoa đều. Các đầu xà thì chạm chỗ mô típ đầu rồng cách điệu, phần thân xà thì cũng như các cái mảng ghép phía dưới và giữa hai cây xà thì chạm nhiều lớp. Tích truyện có cưỡi ngựa xe, nhà hoặc chạm hoa lá muôn thú. Tại góc giao giữa xà và cột ghép tượng lân, trên các xà đôi thì thất tiền điện chạm khắc và ghép các mảng chạm khắc đề tài tứ linh, tích truyện hoa lá muôn thú. Tất cả các mạng chạm chỗ đều thiếp vàng,
Cửa chùa gồm hai cánh được làm bằng gỗ quý, trên cửa vẽ hai môn thần Tần Thúc Bảo và Ức Trí Cung đứng cầm đao búa, mặc giáp trụ để bảo vệ bình yên cho chùa. Lát nữa thì Xuân Mỹ sẽ quay kỹ nè, cả nhà thấy những cái câu đối mà nãy giờ Xuân Mỹ đọc nè, thấy không? Chạm khắc nè, đó những cái câu ta gọi là xuân son thiếp vàng đó cả nhà, nè ha. Điện chính chuồng bổn nè, đó. Đây nè, hai quan công mặt trước nè, đó. Ha, đấy, đấy, ha, ghế, đấy. Nè, chạm khắc rất là đẹp luôn, những cây cột vân mây, những cây cột vân mây ha. Rồi người ta đấy các cái đầu xà nè, các cái đầu xà này nè, đó, các cái đầu xà này thì trụ cột của trung điện đều được chạm khắc và ghép hình mãn chạm khắc về tứ linh tôm cua, các cái tích truyện. Đây là những cái tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được tạo từ xây dựng ngôi chùa năm 1885. Chính điện gian giữa thờ Đại Bôn Đâu Công, gian trái thờ Thần Nông Đại Đế, gian phải thờ Tiền Hiền Hậu Hiền, vách hông bên trái thì thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, vách hông bên phải thờ Cổ Chức. Chính điện có hoành phi thánh đức như là Như Thiên Cộng, Đăng Nhân Thọ, Vạn Cổ Mông Hu, Trạch Biển Phụng Sơn. Từ ngày xây dựng đến nay thì hệ thống thờ tự Minh Đức Cung không thay đổi, gồm các vị thần thánh bổn đầu công, là người ta gọi là ông bổn đó cả nhà. Rồi thần Nông Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Bổn Cung Cổ Viên Chi Vi, Tiên Hiền Hậu Hiền, Thần Long Thần Hổ, Thiên Công Ông Thiên, Hữu Thần là Thần Cây. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định xếp hạng Minh Đức Cung là di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật. Đấy cả nhà, thì lần này ngày mai á, thì sẽ được Bộ Văn hóa cấp tiếp là cái lễ hội Vu Lan Chuộng Bổn, thì sẽ được cấp chứng chỉ văn hóa phi vật thể đó cả nhà. Một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa. Đây bây giờ Xuân Mỹ đi một vòng cho cả nhà xem ha. Rồi một lát Xuân Mỹ sẽ vô thắp hương. Đây, rất là đẹp ha. Mô Phật chắp tay lại chứ giơ tay hello gì. Đây mọi người đang chuẩn bị lại các cái hoạt động để ngày mai làm lễ nè. Ấy mọi người thấy là sơn nè ha, ở trên là mấy cái liễn nè, đó. Những cái vị nè, lão tía nè. Lão tía rồi chư tôn Bồ Tát nè. Ha, có cái những cái câu đối đỏ nè. Đó. Ha, rất là đẹp, nhìn là cái này là của người Hoa nha cả nhà, người Hoa xây dựng nè, những cái gì mà hồi nãy Xuân Mỹ đọc đó, đó trên tường nè, đó nè cả nhà nhìn thấy không, ở trên là cưỡi ngựa nè, đó. Ngựa, con người dân cưỡi ngựa đó. Đó. Ha, thì tức là họ miêu tả lại đời sống của người dân á, mà đặc trưng là người Trung Hoa. Chùa này là ông bổn, ở Cần Thơ thì cũng có một ngôi chùa ông bổn nữa cả nhà, ở ngay bến Ninh Kiều đây ha. Những cái khung cảnh sinh hoạt đấy, đánh giặc giữ nước rồi đó nè ha. Đời sống của đấy. Rồi đi ra đây nè, đó, có chừng đừng bộ vô dính sơn nha. Nè, ông đang sơn lại để ngày mai lễ hội. Ngày mai kịp không chú? Ngày mai kịp không? Mốt hả? Ngày mai mới bắt đầu. Ngày mai mới 26 âm lịch hả? Hay là ngày mai 27 âm lịch? Không biết. Để 2 ngày 27, 28 đó. Tính 25, tính ngày âm của mày. Ngày âm đó là ngày mấy? Ngày âm là mai 24, mốt 25. À, 25 mới vô chính hả? Ừ. Dạ, à. À, 2 ngày phải không? Tới hôm 6. Dạ, 2 ngày. Thấy báo đăng. Đây đi ra nè. Đó, sơn coi chừng nha, đụng nha. Nè. Đi ra ngoài cổng nè.
thấy nè, ở ngoài là mọi người có cái nè lò cấu Long Đình, tức là thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là những cái nơi này là những cái nơi thờ tự đó cả nhà. Rồi đây nè, cái ở ngoài này có cái miếu đó, vậy là hết rồi đó nè, cũng là thờ, các cái gian thờ hồi nãy Xuân Mỹ đọc cho mọi người đó nè. Cái chỗ này là để người ta đốt vàng mã rồi đó cả nhà, người ta đốt tiền vàng bạc rồi đó. Đây cái miếu, cái miếu thờ giống như thờ thổ địa à, rồi miếu thờ thôi đâu có gì đâu. Còn bên này là gian nghỉ, chỗ để bài tiệc tùng. Rồi quay trở vô này ha mọi người, nhìn nè đó, đi trở vô vòng nữa ha. Đó, chùa Ông Bổn là vậy đó nghe cả nhà, chùa Ông Bổn. Mạnh Cường chào mọi người đi. Chào mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, quay lại nói chuyện đàng hoàng. Vui vẻ. Chúc mọi người ngày mới luôn vui vẻ. Xuân Mỹ quay chùa Ông Bổn rồi thắp hương xong rồi Xuân Mỹ sẽ đi lại nhà cổ Quỳnh Kỳ nha. À, đó. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp và cổ kính nha, rất là lịch sự sang trọng. À ha, đó. Rồi. Rồi giờ Xuân Mỹ. Xuân Mỹ vô thắp hương nha cả nhà, lát qua ra cửa xin chào. Đây nè mọi người, theo phong tục của chùa Ông Bổn, chùa nào cũng vậy, thì khi mà khi mà mình đến đây thắp hương xong rồi mình có cầu mong chuyện gì đó thì mình xin một quẻ sâm. Thì Xuân Mỹ xin một quẻ sâm và cầu là bình an khỏe mạnh cả nhà. Và Xuân Mỹ ra quẻ sâm số 7 để bây giờ mình đi lại lấy lá giải. Nè những cái trưng bày lá giải số 7 nè. Để lại lấy đây. Ha, lá giải ở đây là chùa có để cái tủ và từng lá giải sâm luôn. Rồi giờ mình lấy lá giải số 7 nè. Ha. Cầm coi. Hai người luôn hả? Không, một mình mẹ rồi. Đây. Để đọc cái bài thơ thôi nha. Rồi nè. Ha. Hoàng hôn thiên giáng hạ từ vi tinh. Yêu là thoái tỷ đắc an sinh nhị thập gì nhị thập bát tú phò thánh chúa Hán Vương Giang Sơn tái trùng hưng. Wow, quẻ sâm có tên là Thánh Dương Âm nghe cả nhà, để là vô nghe để mình trả là cái cây sâm lại rồi mình vô mình nghe. Vô mình nghe giải, nghe giải nha cả nhà. Rồi cả nhà chờ lát Xuân Mỹ kể tin vui nha. Đây mọi người tới đây khấn thì nhớ xin sâm nha. Đây mọi người ơi, sau khi thắp hương xin quẻ sâm về sức khỏe nhân cái mùa lễ Vu Lan Thắng Hội, chùa Ông Bổn Xuân Mỹ có xin một nhánh quệ đỏ làm lộc nè cả nhà. Và bây giờ thì Xuân Mỹ ra về đây, bây giờ Xuân Mỹ quay cho cả nhà nè. Đây là những hình ảnh trong cái những cái buổi lễ của chùa Ông Bổn ha. Giờ mình quay cho cả nhà xem. Nè, cầm cầm có. Đấy. Đây. Ha, di tích quốc gia nè. Đó. Được lễ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đó cả nhà. Là ngày mai bắt đầu, ngày mốt kết thúc lễ Vu Lan Thắng Hội chùa Ông Bổn huyện Cầu Kè ha. Nè, quyết định 3410 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 10 tháng 11 2023. Đây, di sản văn hóa phi vật thể nè. Đây những cái hình ảnh, những cái hình ảnh mà trưng bày ở ngoài cổng vào, hai bên cổng vào nhân cái mùa đại lễ Vu Lan Thắng Hội ha. Những cái hình ảnh nè cả nhà, đây đẹp quá, nhiều hoạt động lắm luôn nha. Đấy, liên quan tới lễ hội ngày mai là ở chỗ này cũng vẫn cấm xe, ngày mai là vô bắt đầu. Rồi Xuân Mỹ chào tạm biệt mọi người, ủng hộ kênh Xuân Mỹ nhớ bấm like và ấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nha.
Và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Xuân Mỹ nha. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.